Xin chào tất cả các bạn, hôm nay trong lòng mình cảm thấy rất vui khi gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tính ma trận nghịch đảo bằng công thức lý thuyết và so sánh, đối chiếu với cách tìm ma trận nghịch đảo trong Excel. Như các bạn thấy, phía bên trái màn hình, mình đã trình bày toàn bộ cách tìm ma trận nghịch đảo thuần túy bằng công thức lý thuyết. Cụ thể, để tìm ma trận nghịch đảo A, trước hết ta phải tính định thức của ma trận, kết quả tính định thức phải khác không mới tồn tại ma trận nghịch đảo. Tiếp theo, các bạn phải tìm ma trận chuyển vị của ma trận A, nghĩa là chuyển hàng thành cột. Sau đó, các bạn phải tính định thức của từng ma trận con của ma trận chuyển vị đó. Các định thức tính toán được thể hiện như trên màn hình các bạn đã thấy. Sau đó, tạo ma trận phần phụ đại số với cách tính toán như trên màn hình. Ma trận nghịch đảo chính bằng ma trận phần phụ đại số đó chia cho định thức của ma trận A. Bây giờ, mình sẽ tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A bằng cách sử dụng hàm inverse có trong Excel. Bước 1, nhập ma trận A vào trang tính Excel, như thể hiện trên màn hình. Bước 2, chọn dãy ô để định vị ma trận nghịch đảo A mũ âm 1 trên cùng một trang tính. Ở đây, ta chọn từ ô L2 đến ô N4. Bước 3, sau khi chọn các ô cần thiết, nhập công thức hàm inverse vào thanh công thức. Cần đảm bảo rằng công thức được nhập trong khi các ô vẫn được chọn. Nhập công thức bằng inverse từ ô L2 đến ô N4 vào ô L8. Bước 4, sau khi nhập công thức, nhấn phím Enter kết hợp với phím Ctrl và phím Shift để chuyển công thức bình thường thành công thức mảng để tạo ra tất cả các phần tử của ma trận nghịch đảo tại một thời điểm. Kết quả, các bạn đã thấy tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A bằng cách sử dụng hàm inverse có trong Excel ra kết quả giống với tính ma trận nghịch đảo bằng công thức lý thuyết. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng hàm inverse.